bé con nè. Cô mua sữa hạt lép à? Cá nhỏ thôi, tao nói cá nhỏ. Tao tặng mà. Cho nhỏ.
lớn đó. Đó đúng 1 ký luôn nữa hay vậy. Đây của khán giả tôi trên kênh Anh Richard Thái. Cảm ơn anh Richard Thái nha. À, cạnh sầu riêng. Trời ơi. Bữa ngại quá, bữa gặp anh mà. Chúc anh nhiều sức khỏe nha. Đại đội nữa đây, đại đội luôn à. Ừ. Chắc mười mấy người á. Ngon mình kêu không? Cái quá trời luôn. Đi 6 này, Thái này. Ông đi qua bên Sinh á, ông vô cái China Town ông quay sầu riêng quá trời luôn, sản hợp á. Không biết ông có mua ăn không, quá trời luôn. Đó, tôi nói. Anh làm tiếng nữa anh. Bạn anh ở bên thị sĩ mua mặt cục với nhiêu cái không? 70 đô. 70 đô là 23 đi, 23 đi. 70 đô. 16. Thái đi Thanh. Thái đi Thanh. Thái nhỏ nhỏ là cũng được nè. Bởi vì này mua có 50.000 ký. Thái cái bự luôn đi. Thôi thôi thôi, thái bự thôi. Thái nhỏ thôi. Rồi. Nhỏ hai trái. Cái này con ngon quá trời. Để nhỏ ra chia vừa Thái vừa ấy cho anh Hà với anh luôn. Hai loại luôn. Rồi hai loại. Rồi được rồi. Thái được thì cảm ơn anh Richard Thái một lần nữa nha. Tiền có biết không cái tiền. Kiếm gì vậy? Chỗ sầu riêng đâu kiếm gì hả? Kiếm vợ sầu riêng. Chạy vậy. Nãy con nhớ có bằng lộn muối nào vô không hả? Dám lắm mà. Tiên ta ở trên trời tiên này bắt khui sầu riêng thấy mua nổi. Tóc xuống rồi. Thái ngon không? Thái là nó ráo lắm nha cô chú chị. Chia chai hia khách kìa. Sáu ri. Chia hai ra chào bằng anh nha Thanh. Chia hai lấy cái thai cái ri này bỏ chia hai ra. Nửa này nửa kia. Nửa này nửa kia cho vui. Ok, anh hiểu ý rồi. Hình như đi sáo nó ngọt hơn Thái quá. Thái nó béo hơn. Rồi được rồi Thanh, nhiêu thôi. Nhiêu thôi. Được rồi. Cái kia kìa em cháy cháy dưới đó rồi cháy nhỏ cái quai á. Ừ đúng rồi. Nhỏ nhỏ gì mà nó ngon lắm nha cô chú chị. Một trái muối là cái gì. Cái trái này nhiều muối lắm nè, nó quá chừng. Nhỏ nhỏ gì mà ngon nha. Đó, thích chừng kìa. Nó thấy đọc là vô. Chắc không phải vô. Một ký cơm đi sáu nát nó không có. Một ký cơm đi sáu. Sáu học hả? Sáu học. Thanh có một cái sức hút khác. Sáu học. Để gắn 5
500 anh. Hả? Cái 500 à? Anh Hà nói em có sức hút gì lạ, em gán 500 người. Anh có sức hút với mấy anh lắm. Chị ăn vô lỗ to mấy chị. Cô này ráo á. Anh sao kêu có sức hút với mấy anh là im re với anh. Có anh kia anh comment kêu là đẹp trai thì có quyền. Ôi quá trời luôn. Cách chu rồi hết cái dạng là 100.000 rồi. Đó luôn. Hello 100. Hết cái bàn bên đây này. Tí cơm hết một tí cơm. Chưa được một tí quý vị. Thiếu một lạng nữa. Rồi ngủ này lên lên. Rồi, nhiều rất nhiều. 310.000 thôi. 310.000. 301 chưa tới, chưa tới. 310.000. Dạ, khách đang vỡ trận nè. Vỡ trận khách quá trời quá đất luôn. Ồ. Đó, cô chú đó. Mai nè. Yeah, em ơi. Dạ. Cái màu cách sau lưng bên đây nè. Bên sau lưng nè. Bên hông nữa, bên cánh gà. Tay phải. Được rồi. Đừng có quay mặt người ta ra đi luôn rồi. Vô không quay chị đâu. Không, chị nói vậy là em biết em không quay đâu. Em xin lỗi. Không biết. Quay đây. Cho thấy khách đông quá nên mình quay ra để cho cô chú thấy cái khách đứng ủng hộ Thanh á, nhưng mà nhiều cô chú nào mà kêu là đừng có quay là mình biết nha cô chú. Dạ, nhiều lúc mình không quay á, cô chú cũng tới kêu sao không quay mình nữa. Là ba trái. Dạ. Chậm rồi. Ba trái. Thì khách mua ba trái hả? Cái nào mai cô đi cho bao đi. Dạ. Đúng rồi con á. Tăng đó với mức mà giờ còn luôn vô luôn. Giờ này vợ cho đi. Giờ cho đi chợ mấy cái nữa. Tụt luôn. Tụt quần luôn. Tụt quần luôn. 870 nha chị ba trái. Không vui nào hết. Không vui nào hết. Kia nè, bé Tiên. Chị khách ở ngoài nè, hỏi thăm. Dạ chắc là đi. Tí. Anh trai đi chung đó. 16 anh liền hả? 16 anh liền. Mua 3 trái thì gần 1 triệu. Chị không có cùi cho để chị biếu. 295 nha. Chọn. Hello anh. Dạ
đây mà không nổi mới lạ đó. Quen luôn. Còn trái này vàng quá. Anh cười cái này giờ so những trái đã khô. Bữa nào mình qua mình dẫn cô Phương qua gặp Thanh. Bữa nay ăn cá chiên chiên Thanh. Để bữa nào qua em diện kiến chị. Thấy không? Bữa nào đi ăn cá chiên chiên nghe. Ok. Ok, bữa nào đi ăn cá chiên chiên. Mới khi chưa không mới. Hả? Ba trời quá đó. Khách vô kìa à. Anh cười mỉm mỉm qua mày. Dạ. Nãy có anh là nhắn tin à, cười mỉm mỉm qua vậy. Cắt qua vô. Chúng là lúc mở trận á. Quá trời quá đất luôn. Bạn chị khách nói gì vô nè. Được, cái cho biết. Lên xúc quá trời. Không, nhìn hướng nào cũng được em. 20 mấy tháng 6 có lễ hội trái cây. 17 tháng 6 chứ. 17 tháng 6. Một tuần sau. Trên bến dưới thuyền hả? Trên bến dưới thuyền. Đăng ký được chưa? Em đăng ký rồi nhưng mà người ta chưa có. Chưa có kiếm gì hả? Chưa có việc. Nghe nói đâu 100 mấy tới 200 mấy giao hàng này. Em vui cho chị thử. Anh đâu rồi? Mới thời diễn viên Hồng Kông về thì vui sầu riêng. Giờ nó về xe hơi luôn kìa. Quá trời kìa. Thử không chị? Đúng là ngôi sao hạng A. Giống như Messi mà đi qua Mỹ vậy. Messi qua Mỹ. Cái mũi này nó bị sửa, em bỏ nó vào bụng mũi khác thì nha. Qua tỷ đồn đi nha. Mũi này qua Mỹ á. Nó đường dài ra nè. Em lấy cái đó thì em đọc nó hàng tỷ đồn. Cũng ghê chứ hả? Tỷ 2 chứ. Tỷ 2. Lên cái đó là sửa phép rồi. Biết ngộ. À biết bao nhiêu. Qua đó là chồng mất. Không gì ngoài tiền à. Ai? Lấy cái hộp cho anh vô hộp ơi. Tối luôn nha các chú chị, bồ mối nè, đỡ, muốn bị sượt bồ. Lại đi. Vô bò mãi vô, lại vô nè, đừng qua khó lắm nha. Học như vậy chơi rồi, học. Alo. Alo, nghe. Sức hút từ... Đang bán. Đang bán. Ủa dạ? Ý là người Samsung là biết rồi. Samsung biết rồi, Android là có rồi. Thôi rồi, tình sao đi
đi lễ hội trái cây rồi. Đi lễ hội trái cây rồi. Đi nguyên tuần mà. Anh coi lại có mối. Mấy chị gọi à? Bò. 280. Cái này 280 luôn chị. 280. Nhỏ hơn đẹp quá trời. Cái này đều muối lắm á chị ơi, 6 hộp luôn. Chị và các bạn xem video nếu thấy hay có thể là like chia sẻ. Cái này 6 hộp luôn á. Để ký ủng hộ giúp em nha cô chú. Dạ. Đăng ký ủng hộ để có động lực quay các video tiếp theo. Cái này 6 hộp luôn á chị ơi. Thiệt á. Cái này 6 hộp. Có 200 mấy à. Người ta đi đường người ta xuống cái hộp lên luôn. Vui luôn. Ném luôn. Chủ bò 6 hộp nghe có chút gì. Mà nó vỏ mỏng nữa chứ. Sữa nha cô chú. Chị nói là biết rồi, chị nói là biết rồi. Sữa nhưng phải cùng vàng như đi sáu nha. Phải còn phải sáu học như anh đoán nha. Nếu mà không sáu học thì... phản đạp đúng rồi. Chết luôn á. Mọi học nào cũng đều á ha. Khi là 7 học không ta? Có cái sầu riêng nào 7 học không? Có, chỉ có, có. Sữa hàng lé có 7 học. 7 học rồi. Có. Nhưng mà nếu ở đây được 3 trái rồi đó. Ghê hả? Họ gì mà muốn ý quay 7 học đặc biệt luôn. Chưa thấy trái 7 học. Học thứ 5 rồi đó. Trời ơi, trái này ngon luôn, nó nén luôn kìa. Có 280 ngàn à. Nó học luôn. Có nhiều quá là đủ 6 học không Thanh. Bạn ra đây. Đi. Khu sầu chuyên nghiệp mà thấy nhìn được, tôi biết 6 học rồi. Cô hỏi anh nào đặt cái tiêu đề em là nghệ sĩ vậy?